vinh danh Đức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, từ có muôn đời và hiện hữu hôm nay. Vinh danh Đức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cả ba ngôi Chúa như nhau muôn phần. Cho chúng con luôn hằng ngày được sống tôn thờ kính tôn, xin giúp cho con bền lòng đừng xa lầy trong tâm danh Đức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, từ có muôn đời và hiện hữu hôm nay. Vinh danh Đức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cả ba ngôi Chúa như nhau muôn phần. Thánh danh luôn rạng ngời rọi sáng trên toàn thế gian, xin giữ thương con mọn hèn mà đưa vào trong ánh sáng. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, từ có muôn đời và hiện hữu hôm nay. Vinh danh Đức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cả ba ngôi Chúa như nhau muôn phần. Xin thánh ân ban thật hộ giúp con tìm lối đi, nhưng chúng con luôn hoài sợ đường đêm đầy bao gian nguy. Vinh danh Đức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, từ có muôn đời và hiện hữu hôm nay. Vinh danh Đức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cả ba ngôi Chúa như nhau muôn phần. Mau nắm tay nhau thành đoàn và cất cao lời chúc khen, cho tiếng tung hô ngàn đời ngợi ca mừng ba ngôi Chúa. Tuần Cựu Nhật xin ơn Chúa Thánh Thần ngày thứ bảy, Thánh Thần hoa quả trung tín. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần. Thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một,
như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lời cầu. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con. Xin hoa quả chung tin của Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con vững tin chờ đợi Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Xin hoa quả chung tin của Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con vững tin rằng sẽ đến lúc đường nên một trong Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con. Xin hoa quả chung tin của Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con khao khát đường ở trong Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha. Xin hoa quả chung tin của Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con kiên tâm tìm kiếm Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Xin hoa quả chung tin của Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con biên chạy đến với Đức Giêsu mỗi ngày. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho chúng con dành trọn 50 ngày để cử hành mầu nhiệm vượt qua. Xin tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần để các dân tộc trên thế giới tuy nhiều ngôn ngữ bất đồng được hiệp nhất cùng nhau mà tuyên xưng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ca tiếp liên. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến và từ trời tỏa ánh quang minh của Ngài ra. Lạy Cha kẻ cơ bẩn, xin Ngài ngự đến, đừng ban ân huệ, đừng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến. Lạy đấng an ủi tuyệt vời, là khanh cho hiền lương của tâm hồn, là đấng uy lão dịu dàng, Chúa là sự nghỉ ngơi trong cánh lầm than, là niềm an ủi trong lung lệ rơi. Ôi sự sáng chưa chan hồng phung, xin chiếu soi tràn ngầm tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tươi gọi chỗ khô khan và chữa cho lành nơi thương tinh. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ chật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa được ơn bấy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệm nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ đời đời. Kinh xin bày ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu Kitô, trước khi về trời, Ngài đã hứa ban Thánh Thần để hoàn tất công việc của Ngài nơi tâm hồn các tông đồ và các tín hữu. Xin đoái thương ban cùng một Thánh Thần ấy trong con, để Ngài hoàn tất nơi tâm hồn con công việc của hồng ân và tình yêu Ngài. Xin ban cho con thần khí của ơn khôn ngoan,
để con xem thường những sự trong qua của thế gian này, mà chỉ khao khát những sự tồn tại đời đời. Xin ban cho con thần khí của ơn thông minh, soi sáng tâm trí con với ánh sáng sự thần của Chúa. Xin ban cho con thần khí của ơn biên lo liệu, để con luôn biết chọn con đường trăng chăn làm đẹp lòng Chúa và được hưởng phúc thiên đàng. Xin ban cho con thần khí của ơn sức mạnh, để con có thể mang thầm ra mình bước đi theo Chúa với sự can đảm, và để con có thể vượt qua mọi chướng ngại vật ngăn cản ơn cứu độ ban cho con. Xin ban cho con thần khí của ơn hiểu biết, để con có thể biên Chúa và biên con hầu lớn lên trong ý thức của các thánh. Xin ban cho con thần khí của ơn đạo đức, để con tìm được ngọt ngào và nhã nhặn trong sự phụng vụ Chúa. Xin ban cho con thần khí của ơn kính sợ Chúa, để con đường tràn đầy lòng tôn kính Chúa và ghê sợ bất cứ điều gì làm buồn lòng Ngài. Xin ghi dấu trên con với dấu ấn những người tông đồ chân chính của Chúa, và làm con trở nên sinh động trong mọi sự với Thánh Thần của Chúa. Ôi lạy Chúa Thánh Thần, thần khí của sự thật, xin ngự đến trong tâm hồn chúng con, xin chiếu soi ánh sáng trên mọi dân tộc, để họ có cùng một đức tin và làm đẹp lòng Ngài. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến và từ trời tỏa ánh quang mình. Lạy Cha kẻ cơ bận, xin Ngài ngự đến, đấng ban ân huệ chiếu soi tâm hồn. Lạy đấng an ủi tuyệt vời là khách cho hiền lương của tâm hồn. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cánh lầm than, là niềm bình an trong lúc lệ rơi. Ôi sự sáng chưa chan hồng ân, xin chiếu soi ngập tràn tâm hồn tin hữu. Nếu không có Chúa trợ phù thì còn chi thánh thiện, thì còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch bớt nhớ tới ngôi chỗ khô khan, chưa cho lành thương tình. Xin uốn nắn điều cứng cỏi dưới ấm lạnh lùng chỉnh đốn sai lầm. Xin Chúa ban cho mọi tín hữu là những người tin cậy nơi Chúa. Chúa ơi, cho họ được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ muôn đời. Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho dân thánh đức bà Maria, và dân thánh đức bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Này tôi là tôi ta Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng ấy ngồi thứ hai xuống thế làm người, và ở cùng chúng con. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin vì công ơn con Chúa chịu đàn chịu chết trên cây thánh giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.